quý vị và các bạn đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Trường Giang cầm cả tập tiền lớn phát cho nhân viên, khán giả ngưỡng mộ vì sự giàu có. Nhiều khán giả tỏ ra ngưỡng mộ sự giàu có và hào phóng của Trường Giang. Mới đây trên kênh YouTube Hậu Trường Thần Tượng Channel đăng tải một clip Trường Giang phát tiền lì xì cho các nhân viên và đoàn làm phim của mình. Trong clip Trường Giang cầm trên tay một tập tiền 500.000 đồng dày cộp, ước tính cả 100 triệu. Các nhân viên và đoàn đứng xếp hàng để nhận lì xì của anh theo thứ tự. Mỗi người được 2 tờ 500.000, tương đương 1 triệu đồng. Theo bình luận của nhiều khán giả, số nhân viên trong đoàn làm phim, bao gồm cả quay phim, trợ lý, tiền kỳ, hậu kỳ, phải lên đến gần 100 người. Như vậy, số tiền Tường Giang bỏ ra để lì xì cho nhân viên của mình gần cả 100 triệu. Tuy nhiên, clip chỉ quay được một phần nhân viên trong đó. Sau khi lì xì cho các nhân viên đã xếp hàng, Trường Giang còn quay sang tìm những người chưa được lì xì để phát tiền cho họ. Ai anh cũng tìm đến để đưa tiền. Một số nhân viên đề xuất lấy thêm liền lì xì cho những người không có mặt. Trường Giang nói luôn, có mặt thì có tiền, không có mặt thì không có tiền. Khán giả sau khi xem xong clip này đã có nhiều bình luận trái chiều. Có người nói Trường Giang làm màu, phát tiền để quay clip xong thu lại. Nhưng đa số công chúng đều ngưỡng mộ và thích thú trước sự hào phóng của Trường Giang. Được biết Trường Giang hiện là một trong những MC diễn viên hài đắt show và có cachet cao nhất Việt Nam hiện tại. Trung bình mỗi tập game show Trường Giang thu về 40 cho tới 50 triệu và một tháng xuất hiện trong hơn chục tập. Trong một tháng anh có thể kiếm tới cả tỷ đồng tiền tham gia game show và đi diễn ở khắp các sân khấu đóng quảng cáo làm đại diện cho thương hiệu. Ngoài đi diễn, Trường Giang còn kinh doanh nhà hàng và quán cà phê với doanh thu khá lớn.